chào các bạn hôm nay thì mình sẽ vào bếp làm món cá quả hấp bia cho gia đình của mình và cá quả hấp bia là món hấp được rất nhiều bạn thích bởi vị ngọt tự nhiên của cá cùng hương vị đậm đà và mùi của bia thông thoảng các bạn cùng theo dõi mình vào bếp làm món cá hấp bia cho gia đình của mình nhé và các bạn thấy video của mình hay thì cho mình xin một like một chia sẻ và một đăng ký kênh con cá quả này là tầm 1 cân các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ làm sạch cá. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ vây cá. À, sau đó thì mình sẽ đánh vảy. Vảy cá quả rất là cứng các bạn nên là rất là khó đánh vảy. khâu nấm cá đã xong và mình đã chuẩn bị trước các nguyên liệu để làm món cá hấp và ăn kèm nha các bạn gồm có rau xà nách rau thơm và các gia vị thì có tỏi gừng sả, và ớt chanh bây giờ thì mình sẽ vào chế biến món cá các bạn nhé và đầu tiên thì mình sẽ dùng muối hạt để rửa sạch cá, cho cá khỏi nhớt và đỡ vị tanh. Giờ thì mình sẽ dùng muối hạt xoa vào mình cá. Muối hạt sẽ có tác dụng làm cho cá đỡ tanh và sạch nhớt. và ở đây thì mình sẽ đập dập ra và một nửa mình cho xuống đáy nồi của cá hấp. Một nửa thì mình sẽ dùng để ướp cá các bạn ạ. Gừng mình cũng đập dập ra và mình thái nhỏ một nửa còn một nửa thì mình thái chỉ để tí giờ mình cho vào cá hấp các bạn nhé ớt ở đây thì mình sẽ bỏ hạt và thái chỉ giờ thì mình sẽ đi pha hỗn hợp để ướp cá giúp cho món cá hấp thêm đậm đà và ngon hơn nhé các bạn đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một thìa nước mắm và hai miệng thìa cà phê hạt nêm sau đó thì mình sẽ quấy cho các gia vị được tan tiếp theo thì mình sẽ cho số gừng và số xả đã băm nhỏ vừa nãy vào và mình quấy cho tan nhé sau đó thì mình cho cá vào xoang và ướp gia vị Mình sẽ tưới gia vị lên đều thân cá Rồi mình dùng bao tay xoa cho cá được ngấm Mình sẽ xoa khắp lên mình cá Sau đó thì mình sẽ sử dụng cho vào bụng cá nữa để cá được ngấm đều các bạn ạ gừng và xả thì sẽ giúp cho cá không bị tanh rất là thơm các bạn nhé Giờ thì mình sẽ lấy số xả đập dập và số gừng đã thái chỉ mình nót ở dưới đáy xoong Mình cho cá lên để giúp cho cá khi hấp không bị khê Sau đó thì mình sẽ dùng một non bia Tưới đều lên thân cá Món cá quả hấp bia của mình thì rất là đơn giản Vậy là đã xong, bây giờ thì mình sẽ cho lên bếp để hấp Và mình sẽ sử dụng số ớt và số gừng thái chỉ còn lại Rưới lên thân cá Để giúp cá không bị tanh Khi món cá hấp đã sôi thì mình sẽ cho nửa nhỏ Để cá chín từ từ và không bị nát Sau đó thì mình sẽ đi pha nước chấm cá Mình sử dụng số tỏi ớt gừng đã băm nhỏ vừa nãy và hai thìa nước mắm một thìa cà phê mì chính và nửa thìa đường một thìa nước nọc mình quấy đều và một nửa quả chanh nhé các bạn hành và thịt là thì mình đã được sạch và bây giờ thì mình sẽ cắt khúc nhé các bạn món cá hấp của mình thì mình thường hay đun tầm 30 đến 40 phút và mình đã đun được 2 phút giờ thì mình sẽ lật cá để cho cá được ngấm đều đây các bạn nhìn nhé giờ thì mình sẽ lật cá này khi cá đã được lật thì mình đun tầm 10 phút nữa để cá vừa chín tới thì sẽ giúp món cá ngọt và ngon hơn. Vậy là thành phẩm món cá hấp bia của mình đã xong. Bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa và trang trí thêm một chút hành thì là và chút gừng lên trên để món cá được hấp dẫn hơn. Khi thưởng thức, thịt cá sẽ có vị ngọt béo tự nhiên, thơm thơm thoảng mùi bia cùng hương vị của xả, gừng và được uh, ăn kèm với uh, rau sống hay rau thơm, lá mơ chấm cùng với uh, nước mắm đậm đà thì uh, rất là ngon các bạn ạ. Và mình uh, xin uh, kết thúc video tại đây.